Hello, xin chào các bạn. Hôm nay anh em mình tiếp tục đi câu cá sông nha các bạn. Hôm nay đi câu cá Ba Sa với cá Rùa Đém nha các bạn. Thì bài mồi quen thuộc các bạn ơi. Tiếp tục là bài mồi của mình nha các bạn. Mồi này tự làm tự bán luôn nha các bạn. Hôm nay điểm câu của anh em là Làng Bè, huyện Phú, tỉnh An Giang nha các bạn. Thì lên cái đầu đằng bè này mình câu dài về. Chỗ mình ghé mình làm dài cục mồi vậy đó, cá nó ăn thì mình ở lại mình câu, cá nó chậm ăn thì mình di chuyển chỗ khác nha các bạn. Rồi anh em mới vừa ghé vô chưa xuống cần, để xuống cần rồi tiếp tục nha các bạn. Đây Phong nó mới cũng vừa xuống cần luôn, nó đi ra trước nó câu rồi. Thôi để mình móc mồi rồi cá nó có ăn quay lại cho các bạn xem ha. Rồi mới vừa xuống được một cần các bạn ơi. Hôm nay thì hai anh em đánh người cây, tại câu cái loại mồi này thì mất canh cần đó các bạn, cho nên câu người cây thôi, câu nhiều quá lụp chụp lu bu lắm. Rồi chờ cá ăn nha các bạn. Anh lên hàng, anh lên hàng. Ăn tao. Trên kia bên đò nó không dính được giờ hướng đây các bạn. Yo, mini. Trời, bữa nay anh làm rồi là cái điểm nhà của anh, nó ngồi anh câu mình nên vậy đó, anh câu không có cho ai câu riêng á. Lên rồi đó, dướng rồi, dướng coi nhẹ hai cái vừa dính thêm cái gì đó, có hai cái bọc nheo. Nước cá gì? Cá vừa bọc. Bự rồi, bự rồi. Khoảng. Trời ơi. Dính không có tịch. Sớm giờ anh em câu trên đó nghe các bạn. Giờ trưa nắng quá, anh em vô đây ăn cơm với uống cà phê xong rồi nghỉ mệt chút xíu rồi câu tiếp nghe các bạn. Đây. Mời các bạn dùng luôn ha. Trước Phong lên dính cá nghe các bạn. Thì cũng bự bộn thôi chứ không không bự lắm mà. 300 gram. Ê, bự bộn. Có lý, có lý. Có tương lai. Chỗ này nước chảy quá thế các bạn. Không nữa các bạn ơi, mới quay ra sau đó nó bất ngờ. Con này bự bọn mà. Hàng ký coi, sớm giờ đó. Sớm giờ chưa nghe con nào bự các bạn, lên tới mặt nước rồi. Hết dướng dây rồi. Quá ngon. Sáu 700 gram. Quá im. Ừ. Lên hàng nữa em ơi. Quá ơi. Anh không có câu cá nhỏ đâu, anh lựa hàng anh chơi không à. Từ từ thôi, cái con giấy đó đó. Khơi vô cái phi đó, cánh tránh cái phi đó. Dính mép hay gì, dính mép trên.
2 kg. Cái gì chưa nổi tôm màu. Anh chơi hàng ngày không à? Đàn dính cá đây phòng trước nó dính luôn các bạn, cá nhỏ. Nó cầm máy quay nó quay rồi cá ăn dính không hay. Thôi em không có lấy nữa các bạn ơi, quá trời bữa nay làm rồi ma nhập nó hả gì. Bên kia bên bè bên kia câu dính cá gì đó kìa. Cá bự bổn quá không, 600 gram gì quá, lên tới mặt nước rồi các bạn ơi. Nước nó chảy quá, cá nhỏ cũng thành cá bự nha các bạn, nước nó siết mạnh dữ dằn lắm. Trời 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 trời, có thịt. Ê cái lử mép chứ gì, chỗ hầm trên. Dính chỗ hầm trên luôn các bạn, quá ngon. Hay ta. Lù hồi cũng làm con, cách 10 phút làm con cũng được. Bên đây cá nó vậy nó cũng đang ăn nữa, một cá nhỏ nó ăn các bạn. Mới dính con cá bự cái cá nhỏ lỡ nó ghẻ quá trời. Nó lên hàng nữa các bạn ơi. Bữa nay ma nhập nó thiệt rồi chứ không phải cải lương nữa đâu. Quá wow, có con gốc quay một mà dính rì mít luôn. Nãy giờ anh em tính bỏ điểm này đi vô chỗ khác rồi đó các bạn. Thấy cá nó còn ăn, lâu lâu nó dính con, 10 phút dính con, 10 phút dính con. Nuốt lưỡi luôn rồi. Con này bự hơn con nãy, con này ký ngoài các bạn. Qua wow, em. Lại rài. Là chung nhưng không có bự. Chỗ này mới dính cá bự để xuống cái mắt tiêu cho các bạn ơi. Anh về cái tận cái xã này nó nuốt lưỡi. Té luôn rồi, té góc luôn rồi. Phong lên cá luôn nghe các bạn. Quá wow. Ơi. Mơ vừa bỏ con cá vô gọng rồi lên lụm nữa. Trời ơi trời. Mini. Anh em câu giờ này cũng chiều nha các bạn. Chiều anh em về mấy cái bến câu liêu về tới nhà luôn các bạn ơi. Đây, ghé theo mấy cái bến sông này câu cá dạo các bạn ơi. Ở bè giờ này cá hết ăn rồi, qua con nước rồi nha các bạn. Rồi tiếp tục nha các bạn. Lần nào ở đây anh cũng trả con đầu tiên. Cá dồ luôn. Nay trời nắng khá là gắt nha các bạn, cho nên anh em mình mắc năng lượng quá, thôi tranh thủ về sớm các bạn ơi. Thành quả nha các bạn. Đây được một rộng cá này khá là nhiều, cá bự, cá nhỏ có tầm lum hết trơn, để mình soạn ra cho các bạn xem ha. Rồi thành quả nha các bạn. Nay con cá ba sa này cũng 2 kg ngoài vậy đó. Chứ mấy con cũng con này cũng xém 2 kg ạ.
con ký ký ngoài với mấy con cá nhỏ nhỏ nữa các bạn. Rồi video của anh em mình đến đây xin kết thúc nha các bạn, do cái đi câu cá này nó khó khăn trong cái vấn đề quay phim đó các bạn, cho nên anh em mình cũng rút ngắn video bớt, các bạn thông cảm ha, do trên vỏ lãi này đi nó lập chụp đó các bạn, lắc quá lắc rồi khó quay. Rồi hẹn gặp các bạn ở những chuyến đi câu tiếp theo ha.